Cục đăng kiểm cho biết trong năm nay thì sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định qua camera, kiểm soát dữ liệu kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm. Tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới đồng thời nghiên cứu nâng cấp hiện đại hóa công tác đăng kiểm và áp dụng các công nghệ mới trong kiểm định như nhận diện biển số đo kích thước xe tự động kiểm tra khí thải để nâng cao chất lượng kiểm định và chặt chẽ trong quản lý